Hello mọi người nha, mình thì mới biết gà gừng gì đó nó xuống, vợ chồng nó xuống ở sân bay gì Phú Quốc vậy đó. Thì anh nói cho mày nghe nè, gà xuống đó anh tiếp hết, mày bú láo mày chết chào mày với tao nha mày. Nha mày, tao đang ở Phú Quốc nè, đó quê tao ở Kiên Giang, mày thích tao cái gì hả? Thích tao cái gì? Ở đây đéo chạy đâu nha gà em, anh có nét rồi. Mà nói chung ra là anh không biết vịt lộn, anh chỉ biết ăn hộp vịt lộn thôi, hiểu không gà? Không phải như em mà trồng gân nanh giả làm con cặc gì, có hai cây thôi ở đây nè, nhà anh có nguyên, bà ngoại anh có nguyên hầm gân giả kìa, muốn không? Em muốn lấy không? Em muốn lấy bao nhiêu cây hả? Anh tiếp hết lại, anh đang uống quá. Ok, bye bye mọi người.